Ngày mới mình chung chính xin chào, xin chào tất cả các bạn nhá. Hôm nay mình lại tiếp tục đi săn ong các bạn ơi. Nay mình lại có thằng em nữa lại đi cùng mình săn ong rồi đây. Đây mình cũng mới lên tới chân núi rồi các bạn ơi. Cũng mới phát hiện được tổ ong này. Đây nó nằm trong lùm tre đây các bạn ơi. Ngay sát dưới gốc luôn. Này mình mới lên tới đây mà. Nhưng mình có nghỉ đã, nghỉ ra nghỉ mệt tí đã xong rồi bắt. Mới lên tới chân núi mà trời nó oi quá các bạn ơi, khá là mệt. Hai anh em mình mới mới vào chân núi đi ngoan cái khúc dốc dưới các bạn ơi. Thấy ai biết hai con chó con nó nằm nó kêu én én nghe. Hai anh em mình đi thì chưa có ong nữa mà bây giờ thấy người ta vứt thì cũng không nỡ lòng à. Nên hai anh em mình cũng lượm nó về nuôi. Hồi lúc người ta vứt ra các bạn ơi, nó còn trong hai cái bịch bóng á. Mới lại nó cột cho con da con chó nó hầm á, nó kêu. Kêu ẵng ẵng ẵng. Bây giờ mình lấy nó mình rửa nước rồi các bạn ơi. Rửa nước rồi, bây giờ nó đã ổn định rồi. Thế mình quay cho các bạn xem hai con chó này các bạn ơi, nhìn đáng thương không mà. Người ta bỏ rơi đây. Hai anh em mình bây giờ thì mới lên núi chưa được tổ ong nào mà bây giờ nơi theo nó nữa. Cũng khá là vất vả. Đấy, hai con chó này người ta bỏ rơi, người ta cột trong cái bịch bóng các bạn ơi. Đó, mình thấy hai anh em mình thấy thương quá thôi đành cứu nó vậy. Đó lúc mình bắt nó ở trong kia chờ các bạn ơi, mình kiểu cho nó chứ là nó hầm hơi nó nóng nó chịu không nổi, nó kêu quá trời đâu. Giờ anh em mình đã cho nó vô cái mũ này các bạn ơi. Đây nó thoáng nó ngủ từ nãy giờ rồi. Hai anh em mình đi từ dưới chân núi kia lên kìa. Bây giờ nó ngủ từ đấy giờ các bạn. Kéo em xem ngăn nhỏ bên hông của ba lô á. Nói chung là thấy thương nó quá thôi đành phải lên nuôi chứ bây giờ bỏ cũng tội nó. Nằm thà như mình không gặp nha các bạn. Đỡ gặp nó rồi bây giờ mà không cứu nó thì cũng không đành lòng. Rồi hai anh em mình lên đây thì cũng khá là may mắn. Mới lên thì cũng đụng được một tổ ong rồi. Đây mình vào mình quay sát cho các bạn xem luôn. Lấy cái nhang này của anh đốt cái đỡ đi. Mắt đồng đấy. Vào thổi khói nó trước. Thổi khói cho nó say trước rồi. Bắt. Thử lần đầu tiên phát xem cảm giác mạnh. Có nghề đấy. Nói chung là trên núi cũng có ong, nó hơi cực kỳ. Mới vào anh thấy tổ nó nghỉ cánh, nó mới bâu ở dưới kia. Nó nghỉ cắt hả? Nó mới bâu, nó làm á nhưng mà không nghỉ. Đây các bạn ạ. Quay cho xem tổ ong. Đó, nằm ngay sát lùm tre đó. Cho em lên nó bắt, thổi tắt lửa đi. Rồi, anh thổi ngoài, đứng ngoài thổi khói cho nó vào trước. Mới học bắt thì phải dậy đây. Cho các em nó dành vào thổi trước. Thổi mạnh vô. Thổi nào. Khá là kỹ đấy. Khó mà. Nói chung là cũng được thôi. Bầy nó to nhưng mà nó làm cùng mặt thì hơi ngắn. Đó quá này. Nằm trong cái lùm tre này. Em mình đang tiêm thuốc gây mê. Đó, tổ ong khá là tuyệt vời cho anh em mình nhé. Ở bên này nó khói ong chưa say luôn. Tôi nhang anh thổi cho. Tôi nhang này. Mở cái đường cho rộng ra không tí cho lấy mật ra nó bị ra mật. Mày khá là lớn các bạn ơi nhưng mà nó làm từ dọc á nên cùng mật nó không được to cho lắm. Kín thì chắc nằm kín lắm em nó bảo rồi chỉ cho nó cái tổ mà nó nhìn nó không mãi không thấy. Cắt bên dưới trước
Mới cửa miệng rộng rộng xíu tí nữa. Cắt sâu dưới tay em cầm à? Tí cầm cho dễ. Khăn ngắn quá tí cầm không được. Thôi đi ăn thôi. Sai rồi, cột chưa? Rồi, tay cầm bên dưới, bên trên cắt. Thôi thôi. Nó không làm. Thôi thì làm phát rồi cho thơm thơm thịt tí rồi. Mẹ rồi. Hả? Đóng ngay cho cái kẹo ấy rồi. Rồi. Ui sao rồi. Kéo. Tổ sợ. Kéo kéo nó bể. Trời. Ui to lắm anh ơi. Không được. Đấy lắm. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Chết, 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 chết. Chết mẹ rồi. Chết rồi. Chết khúc khi bắt lần núi. Nó dốc quá. Đâu dép đâu rồi? Một chiếc dép ở đâu? Hả? Một chiếc dép ở đâu? À đấy, hai chiếc à? Từ từ, từ. Để thổi cho nó cái rũ quân. Ờ, cá sĩ. Hả? Cá sĩ. Nặng. Không có tầng nó nặng. Đây các bạn ơi, thái thái. Mật khá là tuyệt vời. Nói chung là khá là may mắn các bạn ơi. Đó, còn đây là tổ đầu tiên là hai anh em mình đây. Rồi, hai anh em mình lại tiếp tục săn ong các bạn ơi. Đây các bạn ơi, sau khi mình dọn mình cũng đã vào tới tổ ong rồi. Cái tổ ong này nó vẫn nhiều gai quá nên mình cũng không có quay cái thời gian mình dọn đâu. Mình cũng đã tiếp cận đến tổ ong. Mặt cũng khá là đẹp các bạn ạ. Cuối cùng thì mình đã lấy được tổ ong nha các bạn. Ong chỗ này thì ít phấn nhưng mật thì nó đang bơm các bạn này. Rồi mình lấy mật rồi tiếp tục đi tìm tiếp nhé các bạn. Thế các bạn ơi, ngoài kia mình phát hiện một tổ ong ruồi kìa. Hoa tổ này thì thấy hình như là hơi non. Hơi non các bạn ạ. Cũng có cùng mật đấy. Mật thì cũng có rồi nhưng mà chưa được, chắc chưa được đầy đâu. Tổ bảy dữ dằng à. Khá là hung dữ đấy. Trời, cái bầy bự khiếp không?
Đứt ngay mà mật chưa có đầy các bạn ạ. Nói chung là cũng bơm được khá nhiều. Thấy thì phải bắt thôi các bạn ơi, chứ để trên đây không bắt, mình không bắt thì anh em khác cũng bắt à. Đúng ra tổ này mà để vài bữa nữa thì mật được khủng khiếp ạ, bảy bữa mà. Nhộng chưa có đâu mà các bạn. Mật. Mật cũng khá là nhiều rồi. Nói chung là cũng được 60%. Tổ này nó mà để cứ 5 ngày, 10 ngày nữa thì bật vip. Nhưng mà để đến 50 ngày thì không đến đơn mình các bạn ạ. Mình xuống lấy mật tiếp tục đi nhé các bạn. Thì các bạn ơi, trên này mình phát hiện một tổ này. Em mình đang hơ khói. Này cây nó nhỏ quá, mình trèo không được các bạn ơi. Chắc mình phải cưa nó. Cưa cho nó đổ từ từ xong đấy. Từ từ được kéo ví rồi. Cứ đứng ở đấy để anh được kịp nó cắt luôn. Cắt được không? Không cắt đi xuống để anh lên anh cắt cho. Này kìm này, cầm cái kìm đó. Cầm cái đi, cầm cái. Rồi anh kéo xuống, anh kéo xuống thấp đi nữa. Cứ đứng im đi. Đó, thoải mái cắt đi. Cầm cái này, cắt đây này. Hả? Đây, thả đi. Cắt đầu vài trước. Cắt xem cái nào vướng vào tổ ong là cắt sạch đi, không để kẹt nó bị mật. Tổ này khá là to. Cứng mà. Cầm tổ ong cắt sát trong cây luôn. Cắt cầm cái nhang đi, ví. Hả? Rút cái nhang ra đi. Ê, đừng vậy, đừng cắt sát trong cây, cắt sát trong cây, cắt dài ra để tay cầm. Bỏ nhang ra đi, cầm tổ ong ấy. Ồ. Không để nó rớt tổ ong ạ. Nặng ạ. Nặng ạ. Mà con cá leo mà. Rồi. Tuyệt vời. Từ từ thôi, khi nó vào quyệt. Rồi, rớt nhang. Để xong lấy nha. Ôi, cũng mật cũng ít rồi. Tổ này phấn nhiều quá. Đi ạ. Đây, cầm. Hai tay hai bên.
Đây các bạn ơi, nghe mình đã lấy ra xuống, đóng xuống nha. Khá là tuyệt vời. Tốt không? Rồi. Đây nha. Khá là vất vả để lấy được tổng xuống. Các bạn ơi, giờ cũng chiều rồi. Anh em mình cũng xuống khỏi chân núi. Hôm nay thì cũng nói chung là cũng không được may mắn cho lắm. Cũng được có 4-5 tổ các bạn ơi. Chắc cũng được hơn nửa lít. Rồi được thêm 2 con chó nữa. Đây. Mình thả chung trên 2 con mắt hôm nay. 2 con chó con này. Đó, anh em mình đang trên núi xuống rồi. Nào về, mệt chưa? Về chưa? Trở về chứ tối rồi mà. Ta bắt này. Cứ tàn này. Chó nó ngủ ngon lắm. À, nó ngủ. Không có hai anh em mình giờ hai con nó lên đường. Chết rồi. Đây, chắc cũng được hơn 2 xị các bạn ơi. Nói chung là do mình vướng 2 con chó con này, vừa đi vừa ôm nó nắng nữa, mới lại mình cũng không có thời gian, mình không được không đi được nhiều thời gian. Thì 12 giờ hơn, anh em mình mới đi mà. Cái này cũng là khá là tuyệt vời các bạn ạ. Sợ nó lúc mà bắt 2 con chó, mình nghĩ là chắc là vướng 2 con chó thì chắc đi không được đúng không chứ. Nhưng mà mình cho nó vào cái mũ mình bê nó đi. Thôi các bạn ơi, giờ cũng chiều rồi. Mình cũng xin tạm dừng video bắt ong ở đây. Các bạn muốn xem video mình nhớ đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ cho anh em mình nha. Thôi mình cũng xin tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn vào video bắt ong tiếp theo nha.